Dạ em xin chào các anh nhé. Thì hôm nay em sẽ lên một cái video. Nói chung là trong cái video này thì sẽ là gồm 30 con máy, là máy đứng hết nha mấy anh. Toàn bộ là máy đứng. Tại vì em gom một làm cái video cho mấy anh mà mua máy đứng đó, cho mấy anh dễ ha. Rồi em sẽ vào từ từ thông số từng con. Thì trước tiên em cũng báo hình thức mua hàng bên em ha. Bên em khách mới mua hàng lần đầu tiên thì đơn hàng dưới 5 triệu chuyển trước giúp em 200 nghìn, hàng đến thu hộ phần còn lại cộng ship. Nếu mà đơn hàng trên 5 triệu thì chuyển trước 500 nghìn, nếu chuyển khoản đủ thì em bao ship nha mấy anh. Rồi bây giờ em sẽ từ từ vào lần lượt những cái từng con máy để mấy anh lựa chọn ha. Trước tiên mã số 1 là một cái em Daiwa ha, Daiwa Roadcaster 850 ha mấy anh. Đây, con này ngoại hình nè, ngoại hình nói chung nó có xước nha. Đó, ngoại hình có xước với lại nó dính dầu. Đây xước nè. Cái này về mấy cái vết này là mấy anh vệ sinh ra nè ha, trên đây là dầu nè. Còn dưới đây là nó có xước nè, xước cái đít máy ha. Bay sơn nè. Đây quay. Đấy, con này thì là da băng luôn nha. Con này là dây này xây 5.000 nha mấy anh ha. Dây số 5 sẽ vào được 150 m nè. Cấu của nó sẽ là cối nhựa. Lăn cước bình thường. Này, ha, gạt cước. Con này mã số 1 ha. Em để với giá là 370.000 nha mấy anh. Thế là mã số 1. 370.000. Daiwa Procaster 850, mã số 1. Giá là 370 nha mấy anh. Tiếp theo. Mã số 2. Mã số 2 sẽ là một cái em Suzumi. Ha, Suzumi. Con này thì là size của nó sẽ là nè. Dây số 3 sẽ vào được 170 m ha. Dây số 3 vào được 170 m thì cái này tính cũng cỡ size 3.000 thôi. Ngoại hình nè, có xước. Con này thì là máy đua chuột nha mấy anh ha, máy đua chuột. Này. Con này thì là Made in Korea. Đây nó có một cái xước ở chỗ ngay cái bát máy nè. Này, xì-bun cũng có xước nha. Nói chung là con này có xước nè. Ngoại hình thì tương đối thôi, ngoại hình không đẹp. Gạt cước bình thường, lăn cước bình thường. Rồi, con này em để với giá là 350.000 ha. Con này 350.000. Máy này thì đổi tay trái phải bình thường nha mấy anh. Đổi tay trái phải bình thường tại vì em làm biến đổi qua bên tay trái thôi. Tiếp theo, mã số 3. Mã số 3, con này thì cũng là con này là Made in Korea luôn ha. Con này là Hàn Quốc. Nó là cũng là máy đua chuột luôn ha. Cái này là xe nhỏ nè. Máy xe nhỏ. Con này thì dây số 1.5 sẽ vào được 110 m ha. Dây 1.5 sẽ vào 110 m. Này chắc xây tầm hơn 1.000 thôi. Này xây 1.000 nha mấy anh ha, xây nhỏ ha. Con này thì màu đen, nói chung con này nó đen hết trơn rồi. Xước cũng khó thấy. Này, con này nó có cái nút mình chỉnh gì nè. À, chỉnh bằng cái nút này nha mấy anh. Gạt cước bình thường. Xây 1.000 máy đuôi chuột ha. Con này thì em để với giá là 250 nè. Của Hàn Quốc ha, 250. Máy đuôi chuột một xây 1.000. Mã số 3. Tiếp theo. Mã số 4.
Mã số 4 cũng là một con máy của Hàn Quốc luôn nha. Cũng là một con máy của Hàn Quốc luôn. Con này thì xây lớn hơn con kia. Không thấy dây nằm chỗ nào vậy ta. À dây này thì nó để LB thôi mấy anh. Ha, dây 12LB sẽ vào được 140m ha. Dây 12LB sẽ vào được 140m. Nó tầm là dây số 3 đó. Dây số 3 sẽ vào được 140m ha. Con này cũng là một con đuôi chuột luôn. Nè, xài đuôi chuột ha. Gạt cước bình thường. Hoạt động. Nói chung mấy con mà em không báo hoạt động bị cái này cái kia thì coi như là hoạt động bình thường, đổi tay trái phải hết bình thường nha mấy anh. Đấy. Rồi. Con này em để với giá là 350.000 ha, 350.000. Mã số 4. Tiếp theo. Mã số 5. Là một cái con Okuma. Con này thì nó là con này thì made in Đài Loan nha mấy anh. Con này là hàng Đài Loan. Con này cũng là đuôi chuột luôn. Xài đuôi chuột luôn nè. Đợt này em có 3 con đuôi chuột á. Rồi con này xây. Dây 1.5. Ủa không phải. Nó để gì mà khó thấy quá. Dây số 3. Dây số 3 là vô được 110m. Dây số 3 vào được 110m nha mấy anh. Đây, con này ngoại hình thì nói chung nó màu vàng nè. Đây, nó màu vàng nha. Thiết kế cái tay quay rất là lạ nè mấy anh ha. Thiết kế tay quay thấy lạ lắm nè. Có xước. Gạt cước thì bình thường nha. Lăn cước thì hoạt động bình thường luôn. Nó có lạ lạ cái là có cái tay quay nè. Tay quay lạ lắm nè. Đây, máy hoạt động bình thường nha. Rồi, con này mã số 5 em để với giá là 400.000 ha. Mã số 5. Giá là 400.000. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cái Bio Master 2000. Bio Master 2000, con này thì con cái màu trắng này nha. Nè, mấy anh nhìn. Đây, nhìn ốc của nó nè, ốc nó màu vàng nha. Đây. Máy là có xước nha, nói chung con này xước nha. Nó tay quay xước nhiều nè. Con này thì ra băng rồi. Này, trên đây có xước nhỏ 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 ha. Nói chung nó xước nhiều nhất là ở cái tay quay nha mấy anh. Còn ở cái thân máy thì nó cũng xước nhỏ 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 vài chỗ thôi. Đây, xước nhỏ 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 theo cái rotor này ha. Cáo nè. Đấy, con này thì xây 2.000 ha. Mã số 6, con này em để với giá là 600.000 nha mấy anh. Hoạt động bình thường hết. Hoạt động êm ru luôn. Đấy. Rồi, mã số 6, Biomaster 2.000 em để với giá là 600. Tiếp theo, mã số 7 là một cái em Daiwa Emblem. Con này cũng là size 2000 luôn nha mấy anh ha. Mã số 7 là Daiwa Emblem X 2000. Con này cũng size 2000 luôn. Đây, ngoại hình nó có xước nha. Tích máy nè. Đây, xước nha. Có xước. Gạt cước thì bình thường, lăn cước thì cũng bình thường luôn nha.
Ăn cước này nó có cái giống như là mình lên dây á, nó làm giúp khô dây á, nó ấy nước ra bình thường. Rồi con này mã số 7 Emblem X2000, em để với giá là 700 nha mấy anh. Đây, hoạt động im ru nè. Mã số 7 700.000. Tiếp theo mã số 8 là một cái em Ultera C3000HG nha mấy anh. Con này thì xây 3000, con này sẽ có hai cối ha. Con này sẽ có hai cối luôn, với lại cái núm tay quay là nó độ luôn nè. Nha, độ núm tay quay luôn nha mấy anh. Con này thì hàng Malai nha. Đây, hàng Malai. Nó sẽ có hai cối nha. Con này em để với giá là 1 triệu 8 nha mấy anh. Mã số 8, 1 triệu 8. Ngoại hình nè. Đây, cái đít máy là có xước xước nhỏ nhỏ dăm dăm. Inox ha. Núm tay quay đã được độ nè. Đây, xước nhỏ nhỏ nhỏ. Trên thân máy sẽ có những cái vết xước nhỏ nhỏ ha. Này, mấy cái miếng inox này là nó có khần 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 hết trơn nha. Đây, xước nè. Cối thì còn đẹp. Cối này cũng còn đẹp luôn nha. Nè, còn đẹp nè. Đấy. Lăn cước hay là gạt cước thì bình thường nha. Đây, hoạt động bình thường. Rồi, mã số 8 Ultera C3000HG 2 cối em để với giá là 1 triệu 8 nha mấy anh. Tiếp theo, mã số 9 là một cái em Biomaster 4000 nha mấy anh. Con này thì size 4000. Nói chung con này thì ngoại hình là cũng tương đối ha. Con này còn tương đối đẹp nè. Ha, con này còn tương đối đẹp nha. Đây. Đây. Mã số 9 Biomaster 4000. Ngoại hình là tương đối đẹp. Em để với giá là 1 triệu 7 nha mấy anh. Nói chung là mấy con này thì hoạt động ok hết à. Không có gì phải bàn hết á. Đổi tay trái phải bình thường nha. Rồi mã số 9 1 triệu 7 Biomaster 4000. Tiếp theo mã số 10 là một cái em Biomaster 4000 nữa, nhưng mà là đời khác ha. Con này thì xây 4000. Con này nói chung là ngoại hình nó màu trắng nè, nó có một cái vài vết xước nhỏ nhỏ nè anh. Đây. Đây, nó trắng đây, nó xước đây, nó xước đây ha. Nó có xước đó. Nhưng nó màu trắng cho nên dễ thấy thôi. Có những cái vết xước nhỏ nhỏ thôi chứ không có nhiều. Ngoại hình nó cũng nhìn cũng nó cũng tương đối nha. Cái con này thì da băng hết. Gạt cước, lăn cước nè. Còn rất là sáng đẹp ha. Đổi tay trái phải bình thường. Con này em để với giá là 1 triệu 6 nha mấy anh. Đấy, con này em để với giá là 1 triệu 6 nha. Rồi, mã số 10 Biomaster 4000. Em để với giá là 1 triệu 6. Tiếp theo mã số 11 là một cái em từ Win nha mấy anh. Từ Win Power 2000 ha, con này thì size 2000 nha mấy anh. Đổi tay trái phải bình thường. Hoạt động ngon lành. Ngoại hình thì tương đối đẹp ha, có những cái vết xước nhỏ nhỏ thôi, nó không có lớn nha. Này. Có những cái vết xước nhỏ 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 gì thôi nè. Đấy. Còn mấy cái vết dầu này về mấy anh vệ sinh có thể ra hết nha. Tại vì cái này nó dầu dầu thôi chứ không phải là bị xước nha. Này. Rô to nè. Này,
có những cái vết xước nhỏ nhỏ thôi nha mấy anh. Này đấy, hàng này thì da băng nha. Con này thì em để với giá là 2,2 triệu nha mấy anh, 2,2 triệu nha. Biomaster 2000 The Win, nó hơi lẹo lưỡi luôn rồi. The Win Power 2000 em để với giá là 2,2 triệu, mã số 11 nha mấy anh. Này hoạt động nè, thấy không? Tiếp theo mã số 12 cũng là em nó luôn, cũng là một em từ Win 2000 luôn ha. Đấy, ngoại hình cũng tương đương luôn, em cũng để với giá là 2,2 triệu luôn nha mấy anh. Nói chung là ngoại hình tương đương luôn nha, mã số 12 á, từ Win Power 2000. Con này thì nó có cái nút châm dầu ở đây nè mấy anh, khỏi rã máy đó, muốn châm dầu bánh răng hay là châm mỡ gì đó châm vô nút này ha. Rồi mã số 12 em cũng để với giá là 2,2 triệu luôn nha, từ Win 2000. Hoạt động nè, hoạt động thì ok hết thôi. À, có những cái vết xước nhỏ nhỏ đó. Rồi tiếp theo mã số 13 là một cái em kit 13 là một cái em kit Candia 2500 nha mấy anh. À, con này thì xây 3000 đó. Kit Candia 2500 thì con này xây 3000 đó mấy anh. Hôm bữa có mấy anh nào dặn em đó, mà giờ em nhiều quá em đâu có nhớ ai đâu. Đây, trên đây cái cối thì nó có hơi sần sần nha mấy anh. Này, sần sần nó bay màu ha, nó bay màu vàng rồi. Nè. Đó. Nha, máy thì có xước nha, máy xước xấu. Nhìn xấu nha, anh nào không có chú trọng ngoại hình thì hãy lấy nha mấy anh, xấu nha. Ngoại hình không có đẹp. Đó, ngoại hình xấu đó nha. Mã số 13, Kit Candia 2500, ngoại hình xấu. Em để với giá là 900 nha mấy anh. Ha, 900. Hoạt động thì bình thường. Nè, máy hoạt động êm lắm nha. Nè. Êm luôn, ngon lành luôn. Rồi, mã số 13. 900.000 Kit. Tiếp theo mã số 14 là một cái em Santiga 4000H. Con này thì nó có cái túi nha mấy anh ha, con này nó có cái túi nè. Nó có cái túi. Con này thì em để với giá là 7 triệu nha mấy anh, mã số 14. Con này thì nói chung ngoại hình nó là tương đối đẹp đó nha. Ha. Tương đối đẹp nhưng mà nó có những cái vết này. Nó hơi bong bong gì ha. Nó hơi bong thì thôi chứ nó không chưa có bị nổ nha mấy anh, chưa bị nổ ra nha. Nó có hơi bong bong nè, đây. Đây, hơi bong bong vậy thôi chứ nó chưa bị nổ ra ha. Đấy, mấy anh nhìn giùm em ha. Em sẽ chỉ rõ hơn cho nhiều người biết ha. Đây. Nắm tay quay nè. Đây. Có những cái vết xước nhỏ nhỏ thôi, không có lớn lắm. Đây, nó cũng có hơi nổ nổ nè mấy anh ha. Nhưng mà nó chưa có bong ra. Gạt cước lăn cước bình thường thôi ha, hoạt động bình thường. Này, hoạt động nhẹ. Đấy, rồi Santiga 4000H em để với giá là 7 triệu, mã số 14 nha mấy anh. Tiếp theo mã số 15 là một cái em Kit Candia 4000 nha mấy anh. Con này thì xây 4000 là ra 6000 đó ha. Mã số 15 ngoại hình là nó chung tương đối nha, nó có những cái vết xước nhỏ 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 ở đây nè. Đó, có những vết xước nhỏ nhỏ ở đây thôi chứ không có lớn nha. Đấy, ngoại hình là tương đối nha, nè có những cái vết xước nhỏ nhỏ này. Đây quay. Con này thì là made in Japan nha anh. Mấy anh,
Kit ha, con 2500 hồi nãy á, là made in Thái Lan nha, nhưng mà con này là made in Japan nha. Nè, cái này nó có hơi xấu xấu cái tem này nè, ha, cấn cấn tem ha. Rồi, con này em để với giá là 2 triệu 6 nha mấy anh. Kit Scandia 4000 made in Japan. Ngoại hình tương đối đẹp. Hoạt động ngon lành, em để với giá là 2 triệu 6. Mã số 15. Tiếp theo, mã số 16. Mã số 16 là một cái em trời ơi nặng. Con này đem về tiền cước rất là nhiều luôn nè. Daiwa SS 4000 nha mấy anh. Thôi em nói sơ thôi con này thôi nha. Đây, nói chung là nó hơi xấu nha, nó xấu nè. Nè, cối nó đồ bị muối nha. Đấy, cối bị muối nha. Đây, xước nè, bay sơn nè. Con này nói chung là hoạt động là nó bị cái vấn đề gì đó rồi nha mấy anh. Nó bị xào thôi, nó bị cái gì á, em về nó quay nó kêu ào ào vậy nè. Nè, chắc là nó bị xào, bị gì rồi. Nè, đó, anh nào mà biết thì lấy về sửa xài nha. Đấy, con này thì em để với giá là 600 nha mấy anh. Đây, nó là da băng nè, nhưng mà lấy con này về là nè nè. Mấy anh nghe nha. Đó, anh nào mua về sửa gì đó hay là lấy phụ tùng gì đó là lấy nha. Đấy, rồi con này em để với giá là 600 nha. Mã số 16 Daiwa SS 4000. Đó, nó xào nó bị cái gì á, em để với giá là 600 nha. Tiếp theo, mã số 17. Mã số 17 là một cái em tờ Win 8000 HG nha mấy anh. Con này thì nó có bị cái vòng nhựa mấy anh ha, cái vòng nhựa dưới đây nè, cái vòng nhựa giảm giống như là giảm ma sát gì đó, là nó bị chảy rồi, tức là lâu quá nó bị chảy rồi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới việc mình đánh đâu nha ha, không ảnh hưởng tới việc mình đánh gì đâu, giống như cái dây này nó hơi giảm ma sát thôi, chứ nó không có ảnh hưởng đến việc mình chơi hay là mình đánh cá đâu nha. Nhưng mà có sao thì em sẽ báo cho mấy anh biết ha. Con này thì nó có xước nhỏ 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 dưới đây. Ngoại hình thì nói chung trên mình nó thì tương đối thôi, tương đối đẹp nha. Nó sẽ có những cái vết nhỏ 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 gì trên cái rotor nè. Đó, đây, có xước nhỏ nhỏ này nha. Đây thì buôn nè. Đấy, lăn cước gạt cước bình thường, nó có mất cái đó, nó mất cái vòng nhựa đó thôi. Rồi con này mã số 17 em để với giá là 2 triệu 9 nha mấy anh. The Win Power 8000 HG nha. Mã số 17 có mất vòng nhựa đó, em để với giá là 2 triệu 9. Trời ơi mấy anh ơi, lụm con này về đi, đánh ngon chết luôn nè. 2 triệu 9 mã số 17 nha. Tiếp theo, mã số 18 là một cái em Bio Master SW 6000 nha mấy anh ha, 6000 HG ha. Đấy, con này thì xây 6000 nè. Nói chung ngoại hình là tương đối đẹp nha, ngoại hình tương đối đẹp nha. Tương đối đẹp. Nhưng mà có vấn đề là nó gãy cái này thôi. Mấy anh mua cái chùm dây xài ha. Tại vì mấy anh gắn vô đây thấy vậy chứ nó cũng bất tiện lắm. Nó gãy cái mình nghĩ mình máng dây vậy thôi. Anh mua cái mấy mua cái chùm dây gì nè, mình xài. Ha, nó có cái gãy cái chỗ đó ha. Rồi, con này em để với giá là 3 triệu 2 nha mấy anh. Con này nói chung là hàng Malai, nói chung là hàng đẹp lắm nha. Nhìn nó còn đẹp lắm. Nè mấy anh nhìn chỗ này thấy nó còn mới đẹp nè, thấy không? Không có xước chỗ này luôn đó, đẹp luôn á. Nè. Yo Master SW 6000 HG. Mã số 18 em để với giá là 3 triệu 2, hoạt động ok hết nha mấy anh, hoạt động ok hết nha. Rồi, tiếp theo, mã số 19 là một cái em xây khủng nha. Đây là một cái em xây khủng nha mấy anh. Con này thì xây 14.000 nha.
Nó là nó có tay trái nha. Con này thì chỉ có cốt tay trái thôi nha mấy anh nha. Con này mình sẽ không đổi tay qua phải được nha. Con này nó có cốt tay trái thôi. Đây con này thì có xước nè. Này có xước nha. Đấy, con này thì 215. Mấy con cái tiếng giòn giả ghê không. Xe 14.000. Con nào anh nào mà đánh cá khủng, đánh cá lớn thì lấy xe này nha. Xe 14.000 từ Win Power SW 14.000. Con này XG luôn nha. Ngoại hình thì có xước sát cái đít thôi, cái đít máy thì có xước nhiều thôi, còn lại thì nó ít ít thôi, nó không có nhiều nha, nhỏ thôi. Đây nè, nó nhỏ gì thôi nè, nè xước nhỏ trên rotor nha. Với lại con này thì là mình xài tay trái nha. Đây xước nhỏ đây, cối thì còn rất là đẹp nha, cối rất là đẹp. Hoạt động thì bình thường hết nha mấy anh. Con này thì em để với giá là 7 triệu 3 nha. 7 triệu 3. Mã số 19. Hoạt động thì ok nha. Đấy. Rồi, mã số 19. Tờ Win 14.000. Em để với giá là 7 triệu 3. Tiếp theo, mã số 20. 20 là một cái em Bio Master 2000S nha mấy anh. Con này thì có hộp. Đây con này nè, đấy, con này thông số nó nè. Dây BE số 1 sẽ vào được 80m nha mấy anh. Thế là con này thì là cối nông nè. BE số 1 vào 80m nè. Đấy con này thì có hộp sắt thôi. Với lại lông đền đồ nè đầy đủ ha. Hoạt động. Đấy, hoạt động thì êm mượt nha. Con này em để với giá là 1 triệu 9 nha mấy anh. Đấy, con này em để với giá là 1 triệu 9. Mã số 20. Bio Master 2000S. Nói chung là ngoại hình tương đối đẹp. Ngoại hình tương đối đẹp, có hộp sách luôn ha. Em để với giá là 1 triệu 9. Tiếp theo, mã số 21. 21 là một cái em Abu Garcia nha mấy anh. Con này là máy đứng. Nó là dòng Rosani ha. Nó là Rosani. Nó là Made in China nha mấy anh. Con này Made in China, hàng mới. Máy mới chưa sử dụng nha. Nói chung là chưa đánh á. Con này thì em để giá là 2 triệu 7 nha mấy anh. Con này thông số của nó nè. Đấy, thông số của nó nè ha. Nó tải là 5,2 kg đó. Ratio sẽ là 6.2. BE số 2 sẽ vào được 220m nha mấy anh. Này, này là xây tầm xây 3.000 đi ha, xây 3.000. Ủa 4.000 hả? Xây 4.000. BE2 vào 220m. Thấy đây nó để 4.000 nè, Rosani 4.000 SH nè. Nhưng mà nó rất là nhẹ nha mấy anh. Nó rất là nhẹ nè, nó có 261g à. Con này thì hàng chưa sử dụng nha. Hàng chưa sử dụng. Thấy gì chứ mấy con này ngon lắm á, mấy anh đánh thử đi. Rồi mã số 21, Abu Rosani 4.000, em để với giá là 2 triệu 7, hàng này chưa sử dụng nha. Tiếp theo, mã số 22 là một cái em này để cho mấy anh đánh UL nè, đánh nhỏ, đánh nhỏ ha. Đánh UL. Đây. Con này thì nó nặng 210g nha mấy anh, nó tải 2 kg nha. Đấy, nó tải 2 kg rồi. Dây 4LB nó vào được 100m nè. Đây. Đó. Con này thì em để với giá là 1 triệu 8 nha mấy anh ha. Mấy anh nào đánh UL thì mình lấy thôi. Nó có nông, mình vào dây nhỏ. Ngoại hình đẹp lắm nha. Nó là dòng Abu Revodi ha. Abu Revodi. Nói chung ngoại hình cũng đẹp. Tương đối đẹp nha mấy anh. Thằng này coi. Nó cũng là Made in China luôn nha. Con này thì Made in China luôn nha mấy anh. Đấy. Con này em để với giá là 1 triệu 8. Máy êm mượt lắm nha. Mấy anh đánh thử coi. Rồi mã số 22, Abu Revodi. Máy đánh UL. Em để với giá là 1 triệu 8. Tiếp
theo, mã số 23 là một cái em Ultra 4000XG. Con này thì đời 2021 nha mấy anh. Con này là hàng mới, hàng chưa sử dụng á. Em để với giá là 3 triệu nha mấy anh. Ultra 4000XG đời 2021 nè, giá là 3 triệu nè, hàng mới nha. Đầy đủ hết, hàng mới luôn nha. Hoạt động thì thơm khỏi bàn ha. Đấy, mã số 23. Ultra 2021 4000 hàng mới, em để với giá là 3 triệu. Tiếp theo. Mã số 24. 24 là một cái em OneQ C3000HG SDH Limited nha mấy anh. Hàng này là hàng Limited, con này là hàng Limited ha. Nó đầy đủ hộp sách nè, túi nè. Ha, nó có đầy đủ hộp sách túi. Thông số của nó nè mấy anh, thông số nè, radio nó là 6.0 nha. Nó tải từ 3,5kg tới 9kg nha mấy anh, nặng 210g. Dây BE số 1 sẽ vào được 110m nha. BE số 1 vào được 110m nha mấy anh. Con này em để với giá là 8 triệu nha. Con này là hàng Limited nha. Đây mấy anh nhìn nè. Đấy, nhìn núm tay quay của nó nha. Đây, đây, có xước nhỏ nhỏ trên núm tay quay nha mấy anh ha. Đó. Này, nó là tay quay đôi ha. Con này thì là hàng xa băng rồi ha. Đấy, con này mấy anh lua là hết sảy luôn nè. Mấy anh nào thích lua dây nhỏ thì mình đánh dây này, đánh máy này nè. Đây. Đó, sẽ có những cái vết xước nhỏ 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 trên máy thôi. Đây, rotor thì nó có những cái vết nhỏ 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 gì thôi nè, không có nhiều. Đó. Ha, đó. Đây. Hoạt động thì ok hết nha. Rồi. Thiết kế rất là đẹp hả nè. Tay quay nè, thiết kế nè. Đấy, đẹp lắm nha. Rồi, mã số 24. OneQ C3000HG SDH, em để với giá là 8 triệu nha. Đó là hàng Limited nha. Tiếp theo, mã số 25. 25 sẽ là một cái em Abu Zenon nha mấy anh. Con này thì cũng made in China luôn. Abu Zenon, con này em để với giá là 4 triệu rưỡi nha. Con này để giá 4 triệu rưỡi. Con này nó sẽ có thông số nè. Đây, thông số của nó là radio nó là 6.2 nha mấy anh. Nó tải 3kg, nó nặng 145g. BE 0.6 vào được 100m. Con này thì mấy anh đánh UL nha, đánh UL ngon lành luôn nè. Con này thì nó có nè, hộp sách gì tùm lum hết trơn. Có thêm cái hộp này đựng nữa nè mấy anh. Đấy, cái hộp rất là đẹp luôn nha. Đây. Con này hiện nếu là nó là con máy nhẹ nhất hiện tại của Abu á. Nó chỉ có bao nhiêu RAM, mới đọc xong quên mất nữa rồi. Nó chỉ có 145g thôi, một con máy đứng mà chỉ nặng 145g thôi nha mấy anh. Đây. Nó sẽ có hộp đựng gì luôn nè. Nói chung nhìn thấy sang trọng lắm nha, sang chảnh lắm. Này, nó thiết kế là gọi là sao ta? Tối giản. Ha, thiết kế tối giản để mà để cho trọng lượng nó nhẹ nhất có thể á. Ha, mấy anh đánh UL là hết sảy nha mấy anh. Đây, size 2000. Đó. Hồi nãy là em đọc thông số dây cho mấy anh rồi đó. Dây 0.6 vào được 100m nha mấy anh. Mấy anh mà đánh mấy con này mà đánh UL là hết sảy luôn đó. Ngoại hình nè. Nói chung thiết kế nhìn lạ mắt, rất là đẹp nha. Đây, nó có cái vấn đề chỗ này. Nó bị bay cái lớp mạ mà anh ha. Đây, nó bay cái lớp mạ màu bạc nè. Đấy, đây ha. Đây, bay chỗ này. Đó, mấy anh thấy không? Nó bay lớp mạ màu bạc ha. Đó, chỗ đó thôi.
nó có chỉ cái chỗ đó thôi, còn những chỗ còn lại là đẹp nha. Máy còn máy đẹp lắm, thiết kế lạ lắm luôn. Này đấy, rồi mấy anh cứ tham khảo con này đi nghe, con này giá cao lắm đó. Đấy con này nó có bay chỗ cái mạ, cái sơn mạ này thôi nè, em để với giá là 4,5 triệu đó nha. Mấy anh có thể tham khảo thử con này ha, giá nó cũng cao lắm á. Rồi Abu Brasia Renon 2000 SH nha. Đây mấy anh tham khảo thử con này nha mấy anh. Con này em để với giá là 4,5 triệu đó. Rồi mấy anh tham khảo thử nha. Là mã số 25 nha. Tiếp theo mã số 26. 26 là một cái em đời 2020 nha mấy anh. Con Tradit SW6000 Tradit đời 2020, hàng mới luôn nha mấy anh. Hàng mới em để với giá là 5,2 triệu nha. Đây hàng mới nha, hàng chưa sử dụng á. Thì nó đầy đủ hết, hộp sách ha, đầy đủ hết. Đấy, mã số 26 Tradis SW 6000HG đời 2020, hàng mới em để với giá là 5,2 triệu. Tiếp theo mã số 27 là một cái em từ Winpower 2015, là size 6000 ha, 6000HG nha mấy anh ha, 6000HG. Nói chung là đầy đủ phụ tùng nha, đầy đủ phụ tùng hết nha mấy anh. À, cái hộp nè. Đấy, đầy đủ phụ tùng nha. Con này em để với giá là 6 triệu nha mấy anh. Xì buôn rất là đẹp nè. Đây, nó có xước xước nhỏ nhỏ dưới đít máy thôi nha. Đây, có bay sơn chỗ này nha mấy anh. Đây, em quay rõ chỗ xước cho mấy anh thấy ha. Đây, xước nha. Xước cái khu này nè. Đó. Cái con này em để với giá là 6 triệu nha. Con này thì mình đổi tay trái phải bình thường nha. Đấy, ngoại hình là tương đối đẹp nha. Nó chỉ có cái đít máy này là nó xước mà. Nó xước đấy, hơi nhiều, em mới quay cho mấy anh coi ha. Đấy. Hoạt động thì ngon lành luôn. Mã số 27 từ Winpower SW6000HG. Có xước chỗ đít này, để 2015 em để với giá là 6 triệu nha, đầy đủ hộp sách nha anh. Tiếp theo, mã số 28. 28 là một cái em nó nữa. Mà là tui XG nha mấy anh ha, tui XG từ Winpower SW6000XG. Con này thì em để với giá là 7 triệu nha mấy anh. Con kia 6 triệu, con này 7 triệu nha. Con này sao đẹp. Đấy, con này đẹp nha. Con này nó lại nó tay quay của nó thiết kế được màu vàng nè ha. Đây, đổi tay trái phải bình thường. Đây, ngoại hình đẹp nha. Đấy. Nói chung con này ngoại hình đẹp. Em để với giá là 7 triệu nha mấy anh. Em nói đẹp thì em cho qua đi ha. Em nói đẹp thì chắc là nó đẹp đó. Chứ nếu mà có xước này nọ là em sẽ báo với anh ha. Nói chung con này ngoại hình đẹp nha. Mã số 28 từ Winpower SW6000XG 2015. Ngoại hình đẹp, em để với giá là 7 triệu. Tiếp theo mã số 29. 29 là một cái em Catalina 2012 nha mấy anh. Con này thì em để với giá là 5,1 triệu nha. Con này có hộp sách. Con này nó, cái hộp của nó là về á, do mà em do ràng á, ràng dây á, cho nên nó sẽ bị gắt, nó bị kéo cái hộp gì nha. Đây, nó có đầy đủ nè. Hộp sách, túi, túi đai qua nó luôn nè. Đây ha. Con này em để với giá là 5,1 triệu nha mấy anh. Catalina 2012, 5,1 triệu. Đây, ngoại hình có những cái vết xước nhỏ 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 chứ đít máy thôi nha. Rotor thì nhỏ 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 vậy thôi nè. Mấy con này hay có bị trên rotor nhỏ nhỏ gì đó, đốm nhỏ nhỏ ha. Này này ha, đó, những cái vết nhỏ nhỏ vậy thôi chứ không có nhiều. Tương đối ngoại hình con này tương đối đẹp lắm nha. Này, nắm tay quay. Này, có một cái vết nhỏ nè, đây ha.
Đó, vết xước nhỏ đây, đây ha. Chấm nhỏ 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 đây nè, với lại nè. Cái cạnh của cái chân mái nè. Những cái vết xước nhỏ nhỏ thôi, còn trên mái là thấy đẹp nha, còn đẹp, thương nó đẹp lắm. Đây vết xước nhỏ nhỏ vậy thôi. Này, rồi con này em để với giá là 5 triệu mốt nha mấy anh. Nè. Catalina 4500H nha mấy anh. Đời 2012, mã số 29, em để với giá là 5 triệu mốt. Tiếp theo, mã số cuối cùng. Mã số cuối cùng là mã số 30. 30 là một cái em Catalina 4500H nha mấy anh. Catalina 4500H, con này chắc đời 2017, 18, 2007, 2008 gì á. Nói chung là đời, không em không nhớ chính xác đời nào nữa, nhưng mà chắc cái đời 2007, 2008 gì đó. Thôi chốt 2007 đi cho nó dễ ha. Đó, 4500H nha. Con này em để với giá là 2 triệu 8 nha mấy anh. Catalina 2007 4500H đây. Thông số của nó kìa. Nó 5.7 ratio ha, nó tải 10 kg. Dây BE số 4 sẽ vào được 300m nha mấy anh. Đó, BE số 4 sẽ vào được 300m nha. Đây. Con này thì em để với giá là 2 triệu 8 đây, nó có nổ ở chỗ này ha. Nó có nổ nha. Đây. Xước nhỏ nhỏ trên rô to, đây, nhỏ nhỏ như thế ha. Này ha. Con này thì da băng. Đổi tay trái phải bình thường. Đây, nó có ấy nước nữa nè, gạt nước nè. Đây, xước nhỏ 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 vậy ha. Hoạt động thì bình thường thôi. Hoạt động thì bình thường ha. Rồi, mã số 30. Catalina 4500H đời 2007, em để với giá là 2 triệu 8 nha mấy anh. Rồi, em cũng giới thiệu hết đến các anh 30 con máy đứng trong cái lô máy hôm nay ha. Anh nào mà thích máy nào thì nhắn tin cho em hoặc gọi điện cho em qua Zalo hoặc số điện thoại 0383890069 nha mấy anh. Rồi, em xin cảm ơn các anh đã theo dõi hết video của em. Em xin chào các anh.